Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên View Audio ha. Thì mình là Khánh. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người, đặc biệt là những anh chị chủ quán, những cái quán F&B đang rất là phân vân không biết là lựa chọn sản phẩm âm thanh nào cho phù hợp với tính chất của quán của mình. Ngoài ra là không biết làm sao cho chọn sản phẩm cho nó hợp với chi phí đầu tư nữa. Đó, bắt đầu thôi. Ngành F&B thì là một cái ngành đang rất là phát triển ở thị trường Việt Nam, và anh chị mà chủ đầu tư á, là nếu mà muốn mở một cái quán ra là mình nghĩ là lúc nào cũng là đi kiếm tìm kiếm cái sự khác biệt trong cái quán của mình so với những cái quán khác đang triển khai đó. Thì mà âm thanh theo mình nghĩ cũng là một cái sự khác biệt mà các chị anh chị muốn mang đến cho trải nghiệm cho khách hàng, để làm cho quán mình nó có sự đặc biệt hơn, một cái sự tươi mới hơn so với quán khác. Vì ngành F&B rất là lớn, rất là rộng nên mình sẽ chia nhỏ ra các lĩnh vực hàng quán để chia sẻ cho mọi người, để mọi người có thể nắm hơn ha. Thì đầu tiên mình sẽ nói về F&B, nhưng nói về quán cà phê hoặc là quán ăn. Quán cà phê, quán ăn đơn thuần á, thì về âm thanh á, thì nếu mà về lựa chọn loa thì Thiên Vũ sẽ tư vấn cho mọi người là thường sẽ lắp đặt loa âm trần. Lý do tại sao nên lắp đặt loa âm trần? Loa âm trần thứ nhất, góc phủ nó rất là tốt. Thật ra một cái phòng rất là rộng như thế này, chỉ cần hai một cái phòng như Thiên Vũ đang có ở đây, nó ngang tầm 4 mét, dài tầm 9 mét đi, thì nó chỉ cần hai cái loa là coi như một cặp âm trần là coi như là đã phủ hết không gian rồi, mà nghe rất là lớn nha mọi người, chứ không phải là nghe nhỏ. Nếu mà mọi người tiết kiệm chi phí á, mọi người gắn một cái loa âm trần là đủ rồi, vì cái góc phủ ở trên âm thanh mà trên đầu đi xuống á thì nó rất là lớn. Mà thật ra cái nhạc background á là chỉ cần là mình làm một cái nhạc nền thôi, nó làm một dạng nền á, làm sao cho chẳng hạn như bạn này với bạn kia mà ngồi nói chuyện với nhau á, là mình không nghe được cái câu chuyện của người bên cạnh mình nói, mà mình nghe thấy cái tiếng nhạc nền, nhưng mình vẫn đủ để mình nghe cái người đối diện mình nói chuyện với nhau, kiểu như tạo ra cái sự riêng tư đó mọi người. Đó, thì âm thanh background trong quán cà phê, trong quán ăn nó làm nhiệm vụ như vậy. Loa âm trần thì mọi người có thể lựa chọn loa âm trần của Bose như các dòng mà FS2C hay bên Thiên Vũ hay lắp đặt cho khách á. Dòng này thì giá đầu tư nó cũng khá dễ chịu, chỉ tầm khoảng 6 triệu một cặp thôi. Mình đã có một cặp loa chất lượng khá là tốt, thì cái cặp này bên Thiên Vũ đang lắp khá nhiều cho những quán cà phê hiện tại. Thứ hai là những cái quán liên quan đến mở nhạc hơi lớn một xíu, như là kiểu chill lounge nè, những cái quán lounge rượu nè, những quán cocktail bar, những quán shisha bar hay là sport bar. Đó, những cái quán đó thì thật âm nhạc trong đó mở ở mức độ vừa phải. Đó, nó sẽ không quá lớn như là quán bar nha mọi người. Nó sẽ không lớn như là quán bar, quán lấp, mà nó là chill thôi, mở nhạc. Nó hơn background, nó to hơn nhạc background một xíu, nhưng cái nhạc này nó sẽ cần cái độ bass nhiều. Đó, âm trầm nó phải tốt, để người ta có thể chạy những cái thể loại nhạc như là house nè, rồi những thể loại như là deep house này kia đó, thì cần cái âm trầm nhiều. Tuy nhiên những cái quán này không gian diện tích lại khá là nhỏ. Đặc điểm của những quán mà chill lounge như thế này thì không gian diện tích khá nhỏ, nên là quán như thế này thì thường anh chị không nên đầu tư sub. Bởi vì sub nó thứ nhất là cái tiếng sub á, nó tạo cái âm trầm dưới chân, nên tạo âm trầm á, thì khách ngồi á, nó nghe cái tiếng sub đó rất là khó chịu, bởi vì nó quá trầm đi, khách khó chịu không ngồi được lâu. Thường thì những quán chill lounge, những quán như thế này thì bên Thiên Vũ sẽ tư vấn cho khách hàng xài những cái loa với kích thước vừa phải, không quá lớn để nhìn nó thô, nhưng nó phải đáp ứng được một cái độ trầm nhất định. Đó, đánh thường là đánh phải tầm đến 50 Hz, đó là cái tiếng bass nó ra rất là tốt. Nó vừa phải nhỏ, không quá lớn trên, không có xài sub ở dưới, mà âm trầm nó phải đáp ứng tốt. Thì cái dòng mà bên Thiên Vũ hay lắp đặt cho cái quán như thế này là cái dòng SE M82G2. Thì mọi người cũng có thể thấy là Thiên Vũ đã lắp khá nhiều quán xài dòng này rồi, và chất lượng mang lại cực kỳ tốt. Dòng này thì mình cũng đã có một cái clip review riêng dành cho em nó rồi. Thì mọi người nếu mà mọi người có tò mò thắc mắc á, thì mọi người có thể bấm vô link bên dưới, mình để bên dưới ha. Thì bên mình đã để sẵn rồi, thì mọi người có thể bấm vô, mọi người tham khảo. Có clip test trong đó luôn, cái tiếng bass nó ra rất là tốt, mọi người có thể tham khảo thêm ha. Thứ ba là sẽ là đến cái thể loại quán mà như kiểu Beer Garden. Beer Garden thì nó hơi khác cái quán nãy mình mới nói, những cái quán trước mình mới nói nha. Quán Beer Garden thứ nhất
cái không gian người ta sẽ là không gian mở, có thể là ngồi phía ngoài và ở trên có bạt tre, một không gian thoáng như thế. Thứ nhất, âm thanh á thì nó giống y như cái kia, về cái cường độ lớn á nó sẽ y như thế. Tiếng space cần nhiều này, rồi các thể loại nhạc cũng tương tự như vậy này, và không gian chỗ ngồi cũng thường ít khi đầu tư súp. Những quán như thế sẽ thường ít khi đầu tư súp. Còn nếu mà nhưng mà được cái á, là không, vì không gian thoáng nên là mọi người có thể chọn những cái loa kích thước lớn hơn một xíu đó, sự lựa chọn được mình của mình được nhiều hơn, kích thước lớn hơn một xíu không sao, nó không quá thô đó, thì mình rải loa ra nó sẽ ok hơn. Dĩ nhiên thì mọi người vẫn có thể xài những cái loa, nếu mà mọi người không muốn quá thô mình, mọi người vẫn có thể xài những cái loa như cái con M82G2 mình nói. Tuy nhiên với những quán bia thì mình phải rải nhiều loa hơn một xíu, bởi vì quán nó rộng mà nó loãng, mà không gian là không gian ngoài trời nó loãng mà, nên mình phải rải nhiều loa hơn. Còn nếu mà muốn tiết kiệm chi phí thì mình có thể chọn những cái size loa lớn hơn, như tầm bass 25 á, 25cm á đó, những cái dòng đó tiếng bass nó tốt, chọn những dòng bass top một xíu rồi mọi người lắp vô á thì chi phí đầu tư sẽ giảm được, và đáp ứng không gian cũng rất là tốt, đáp ứng cái âm thanh cho cái không gian cũng rất là tốt. Cái loại hình Beer Garden này á thì một số quán mình thấy là có cả DJ đánh cơ, DJ đánh sóng luôn, đánh trực tiếp luôn á. Thì những quán mà nếu mà mọi người muốn đầu tư cho quán của mình mà có DJ đánh trực tiếp như vậy á, thì thứ nhất chi phí đầu tư dành cho quán có DJ đánh nó sẽ mắc tiền hơn những cái quán mà mặt nhạc từ cái file như USB, như là file nhạc online này kia ra ha mọi người ha. Mọi người nhớ kỹ, mình có DJ đánh chi phí đầu tư nó sẽ cao hơn là mình mở nhạc nền không thôi. Bởi vì là DJ đánh, nhiều khi DJ đánh những cái thể loại nhạc khá là mạnh, và cái cường độ âm thanh nó cần rất là lớn để tạo cái độ sôi nổi cho cái bản nhạc. Nên là thường là âm thanh hầu hết là phải đầu tư nó công suất nó hơi dư ra một xíu để chừa cái khoảng cho loa đánh đó. Thì mọi người cứ nắm thông tin lại cho mình, có nghĩa là có DJ đánh vô, nếu đã xác định có DJ đánh là chi phí đầu tư nó phải đội lên một xíu so với mở nhạc bình thường. Và cái dạng MB cuối cùng mà mình muốn chia sẻ là một cái dạng MB tổng hợp của các loại trên nhưng có hát acoustic. Hát acoustic. Hát acoustic là một cái khác hoàn toàn luôn mọi người. Nó khác hoàn toàn so với bật nhạc background, so với bật nhạc chill out, rồi so với mở nhạc DJ. Acoustic là một hoàn toàn khác. Cứ có hát acoustic vô á là nó sẽ khác. Chi phí đầu tư cao hơn, rồi chọn chất lượng loa cũng phải tốt hơn. Đương nhiên mình nói ở đây là khi mọi người đầu tư một cái dàn hát acoustic ở một cái gọi là dàn chuẩn nha, gọi là mức độ tiêu chuẩn tương đối nha, chứ mình không nói những cái quán có thể là những quán rooftop, những quán cà phê mình hay thấy gọi là cà phê acoustic, tuy nhiên mọi người lại kiểu chi phí đầu tư mọi người không có nhiều á, mọi người đưa cái loa kéo vô. Mình đã từng thấy rồi, những cái quán rooftop, cà phê rooftop cũng tương đối nổi tiếng, nó cũng khá nổi tiếng ở khu vực á, nhưng mà lại chơi cái loa kéo đi vô hát acoustic ngay tại quán luôn. Thì thật ra âm thanh mang lại của loa kéo thì mọi người biết rồi, chất lượng âm thanh khá là kém mà nó rất là ồn. Gần như là chủ yếu là khách hàng đến nghe là cho do ca sĩ hát hay như thế nào thôi, chứ thật ra là mình đánh giá là âm thanh nó rất là rõ. Cà phê acoustic mà mọi người muốn đầu tư là một dàn chuẩn á thì mình có thể nói giá luôn đó. Cà phê acoustic đầu tư dàn chuẩn ít nhất phải tầm từ 60 đến 80 triệu. Nên nói về acoustic thì nó rất là nhiều thứ để nói. Một cái dàn acoustic nó sẽ bao gồm loa nè, chắc chắn rồi, sub nè, rồi mixer nè, rồi đến micro. Một cái dàn đơn giản nhất nó sẽ gồm hai loa, một sub hoặc là hai sub, rồi một cái bàn mixer, rồi hai micro. Đó, một cái dàn đầu tư cơ bản như thế, nếu mọi người xài những cái thương hiệu đến từ châu Âu thì nó ít nhất nó cũng phải rơi độ khoảng 60 đến 70 triệu. Hoặc trên nữa, cao hơn nữa. Nếu mà không gian mọi người lớn mà kiểu như là đông khách á thì chi phí nó càng ngày càng đội. Thể loại mà acoustic á là cái thể loại đầu tư mắc nhất trong tất cả các loại đầu tư, nếu mà mình đầu tư chuẩn. Và đương nhiên nếu mà mình không muốn đầu tư quá nhiều á thì gợi ý của Thiên Vũ sẽ là mọi người, nếu mọi người muốn tổ chức acoustic á thì mọi người nên là báo bên mà ca sĩ á là mang theo âm thanh luôn, thì thứ nhất là mình đỡ chi phí đầu tư luôn ngay từ đầu. Chứ còn nếu mà mọi người đã xác định đầu tư hát liên tục á, gọi là đêm diễn hàng ngày á, thì nên mọi người nên đầu tư một cái dàn chuẩn để nó, thứ nhất là nó hoạt động, nó liên tục mà nó bền qua thời gian. Rồi vừa rồi thì mình mới liệt kê qua một số các dạng âm thanh liên quan trong cái quán MB.
Nói chung về thời điểm mà chốt cái để nghiên cứu mà chốt cái phần âm thanh này cũng rất là quan trọng. Thì cái này mình phải mọi người phải chốt sớm, đặc biệt là chốt từ phần thô. Lý do thì rất đơn giản thôi, vì loa trong MB thì đương nhiên 100% là loa phải DJ rồi, không phải là Bluetooth. Mà DJ thì gọi là ít nhất nó phải dây loa. Mà DJ loa chắc chắn phải đi từ phần thô nó mới dễ đi. Chứ còn nếu mọi người đã xong hết quán rồi, thật cao đóng rồi, rồi tường tô chát rồi thì DJ lên lúc đó bắt buộc phải DJ nổi thì nó rất là xấu. Đó, nên là thường thì mình luôn chia sẻ với các anh chị về MB là luôn phải chốt âm thanh từ phần thô. Đó, lúc đó thì nó, thứ nhất bên nhà thầu, bên mình thi công nó cũng thoải mái hơn, mà thẩm mỹ mang lại nó sẽ tốt hơn. Vừa rồi thì mình mới khái quát sơ qua về các loại hình âm thanh trong các quán F&B hiện tại bây giờ. Thì nếu mọi người có câu hỏi thêm hoặc mọi người có thắc mắc gì thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến hotline của Hiền Vũ và gặp mình để mình có thể chia sẻ thêm một số kinh nghiệm để lựa chọn dòng loa cho nó phù hợp, hoặc là có thể thiết kế cho mọi người một những cái combo âm thanh trong quán F&B làm sao cho nó phù hợp nhất, chi phí đầu tư nó hợp lý nhất để mình mang lại cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.